Hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông tin được truyền tải nhanh chóng trong cộng đồng. Để việc trao đổi, nắm bắt thông tin giữa cảnh sát khu vực với người dân trong khu vực quản lý được thuận lợi và kịp thời, Công an quận Ba Đình đã xây dựng kế hoạch triển khai kênh thông tin tương tác trực tuyến Zalo, Facebook giữa cảnh sát khu vực và người dân nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Ba Đình. Tại hội nghị triển khai kế hoạch này vào chiều nay, lãnh đạo Công an quận Ba Đình nhấn mạnh việc đưa công nghệ thông tin vào công việc thực tiễn sẽ giúp cho cảnh sát khu vực kết nối, tương tác với người dân trên địa bàn quản lý được nhanh chóng thuận tiện, giúp cho người dân nắm bắt nhanh chóng các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, pháp luật để từ đó nâng cao nhận thức. Đồng thời, cảnh sát khu vực thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, góp phần tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, làm giảm mạnh phạm pháp hình sự, ngăn chặn không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, các tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Thông qua kênh thông tin tương tác trực tuyến Zalo, Facebook, người dân được tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, chủ động phát hiện, thông tin cho cơ quan có thẩm quyền, bắt giữ, xử lý các ổ nhóm lưu manh, côn đồ, các đối tượng có lệnh truy nã, tội phạm, trốn trại. Bên cạnh đó được hướng dẫn các thủ tục hành chính theo chức năng quyền hạn của lực lượng công an nhân dân. Trong tháng tới, Công an quận Ba Đình sẽ chọn mỗi công an phường một cảnh sát khu vực làm điểm, sau đó triển khai trong toàn quận từ cuối quý tư năm nay.